Mẹ đi xăm một đôi môi đẹp màu đỏ lên đều rực rỡ, cay cay quên tình bạn ơi, chạy theo duyên mới, nơi yêu thương người đơn giờ quay đành lìa xa, trách ai quên tình chạy theo duyên mới, nơi yêu thương người đơn giờ quay đành lìa xa. Bạn tình ơi, đang bao chân chờ người đã quen câu thuyền đã tình duyên bao nhiêu duyên mát rồi. Để bà ấy mũ, để mũ ở đây đâu, không đội nữa. Không đội mũ nữa. Để đây ra vườn, vườn rau thì bà thi đâu, ra đây ghế là ngồi đâu. Lại ra hát rồi, hát này mấy hôm như ca sĩ. Tình ơi nắng lắm, một tay hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn năm sáu tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn, trách bạn bầu mình ơi vì dần nở xa nhau rồi, dù bao chắc chờ xin người chớ quên cầu thêm chuyện tình xưa, dù sao đi nữa cũng là giấc mơ, hỡi em con tim để tháng năm thôi lạnh cần, nếu xưa đây mình chưa lần đường quê chúng nói, yêu xa không hàn bây giờ đâu làm khổ nhau, trách ai quên tình ngờ đâu biết, nơi yêu thương người đến giờ quay đành lìa xa, khi dần lỡ xa nhau rồi, dù bao chắc chờ nên người chưa quên cầu thềm chuyện tình xưa, dù sao đi nữa cũng là giấc mơ, hơi ấm con tim đời ta. Xin người chớ quên cầu tình, tình xưa dù sao đi nữa cũng là giấc mơ, hơi ấm con tim để tan nắng núi nành cao, nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chúng tôi, nếu xưa không hẹn mấy ta đâu làm khổ nhau, lòng mình ơi
xa nhau rồi. Cứ bao chân chờ, xin đừng chớ quên câu thề. Gần tình xưa, dù sao đi nữa, vẫn là giấc mơ. Người ấm con tim đời ta nhanh thương mình. Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chúng lối, nếu xưa không hẹn mấy ra đâu lòng cô nhau. Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới, nơi yêu thương người em ra mãi đành lìa xa. Bỏ mình ơi, thấy dần lỡ xa nhau rồi. Dòng sông nước chảy trôi, con thuyền sóng đưa xa bờ. Em vẫn chung chung em sắc xinh tươi, nay vẫn chung chung nhan sắc em thôi. Chung chung đẹp như là tiên xa, ngăn vào như tình xót xa. Chung chung gọn qua tầng hoa chung. Em bán chung chung nhan sắc xinh tươi, bán chung chung nhan sắc em tươi. Chung chung hột như là tiên xa, vào như là thiết pháp. Như con tàu như thuật mà thôi. Cô em bán chung chung nhan sắc hoa tươi, cô em bán chung chung mà cưới cho tôi. Anh em là như mà ta, anh em là như ta thích ta. Như con tàu như thuật mà thôi. Dài cây như mảnh thái dương, một ngao nước trong nước suối đâu buồn. Hay trời mưa say tôi, ân tình lay trong môi. Cha ơi cha già dấu yêu, và nhớ nhớ ngày ấy đêm trường xa lành. Và cha làm yên thương sưởi ấm ngàn cần dài. Từng con yêu mãi mà cha mãi mãi em đại nhớ. Hãy nhớ lời cha rút xa trong lòng. Tình và tình yêu khi không mà có, tình và tình yêu lúc có như không. Tình xôn xao như lòng nước trên cao mắt nhìn. Tình yêu trong lòng đó, tình và tình yêu khi không cần biết. Tình và tình yêu đúng có hay không. Tình em ơi trong lòng ước bao nhiêu, ước bao nhiêu cho nửa đói. Ôi kia thuộc tình đường xa, ôi tình nhớ. Tình và tình, tình có đỡ hay quên. Đàn đôi khi trong lòng nước mênh mang cho lòng lại tan nan trong lòng non. Tình em trôi trong làn gió bay xa chừng là nước thương. Tình và tình yêu khi không mà có, tình và tình yêu lúc có gì không. Bao nhiêu năm
rồi còn mãi ra đi. Hãy đây con ta cho đời mỏi mòn, xem đôi mắt em thật lần và nắm trong tay hòn núi không. Trong tình yêu, trong mãi trong lòng em, từng là tình yêu khi không cần biết. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Cháu yêu bà, lâu lắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà yêu. Đi học về, em về nhà, em chào cha mẹ. Cha em khen rằng em rất ngoan. Mẹ âu yếm hôn đôi má em. Tình tang anh mang yêu thép, anh thấy cô lang đẹp, anh đổ thép đi. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta yêu thương nhau, ta là nhà, còn nhau là thương. Dịp chia ra hai cánh, nó yêu rằng quá quạc. Thành đột nước bị bà bị bom. Lúc trên đầm cái cây cánh cho khô. Yêu ơi, ba là với con, ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ yêu con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, ta là nhớ gần nhau là cười. Một con vịt vừa hai cái cánh, nó yêu rằng quạc. Tình đồ lước nó bị bà bom. Lúc trên đồng cái cánh cho khô. Mùa hơi ai bán con cho nhân sắc xinh tươi. Ông làm gì ấy? Cháu ra vườn đông cho quay cái cảnh cho đẹp. Quay cảnh ở vườn đông cho đẹp. Em ban chôm chôm. Ô Khánh cận à? Khánh hay quay đâu mà. Bác có quay vào người đâu mà sợ. Em ban chôm chôm nhan sắc xinh tươi. Thôi em ban chôm chôm nhan sắc miêu miêu. Đừng cắn nha. Đi nhờ tí không cắn nha. Chôm chôm ngọt như là tiên xa. Ăn ăn vào như là yết ta. Như vườn gành như là hàng. Cô em ban chôm chôm nhan sắc xinh tươi. Em ban chôm chôm con tay như quyền. Chôm chôm ngọt như là tiếng xa. Và
thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ gần nhau là cười. Một con vịt xìa ra hai cái cánh, nó qua rằng quạc quạc quạc. Vì hồ nước nó bị bà bị bom, đúng trên đồng vậy cái cánh cho khô. Mùa xuân lại đến, đường về hoa đơn vùng vàng, tình yêu lại đến như nguyện trong bao giông. Giữa hoang tàn nắng quên, giữa cuộc đời nắng qua, rồi qua là hoa. Mùa xuân lại đến, đi về em đến theo chồng. Mùa xuân lại nhớ, như làm qua bao giông. Dưới hoàng tạp lãng quên, giữa làng thù lãng quên, xa miền tu khi xưa thề hết cây phút bàn tay. Với mà thấy đôi tay khắc màu, đi con đường đi thân khía và đàn bên ấy. Khi xưa được hết trong phút lần đầu, có ai đã cướp lấy phút nào, đó đâu làm giữ trong nỗi sầu, làm nào nấu. Khi xưa được hết giây phút lần đầu, có anh đã hết hết tay tất quả, trên đường đường đi sẽ quên em ấy về tới. Khi xưa được phút giây phút nào lòng, có đều nào thương thương không cay khát và xin con đường anh đi cứ không chỉ thương đôi. Tôi lại bà đấy. Đi vào đi nhanh, giờ lại còn cái gì ấy, ná gì ấy hả? À, chứ hiểu. Một hai ba bước đi cho đều, một hai ba ta bước đi thật nhanh. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu lắm bàn tay, cháu vâng lời, cháu mới biết bà vui. Không, thế sao à, gieo rau rồi gì? Đẹp rồi nhỉ? Không. Ôi hàng quá. Ra nó bảo hàng đầy lá cái sao mà. Ra đây gì? Ra đây gì? Thế ra làm sao? Ra đây gì? Cái lá rau má dại cái nó lên bắt nhặt. Kệ đâu không? Để lên được. Đi cấu cái lá gì ấy? Hả? À, chú cấu ra gì ấy? Làm gì làm gì? Uống. Uống khỏi bệnh gì ấy? Đái dắt. Cái lá rau cờ bồ rau quanh anh đấy uống khỏi đái dắt à không? Cái này nó rũi. Lan băm vớ vẩn đi. Này chú hiểu không? Cái này nó rũi, nó mang ở đây, nó kè, nó đổ ở đây chứ không phải nó đổ vứt đi đâu mà. Cái cát đấy. Ai bảo nó vứt đi? Ừ, nó kè cái bờ mương đấy không ạ? À? Sáng ra sẽ hỏi rồi. Cứ tưởng nó kè bờ mương để nó làm lên về hè. Cháu tưởng à? Cháu tưởng nó làm vứt đi, sáng lại cho ra chứ bộ. Thế nếu mà đổ đi thì mang đổ vào ao cho chị. Rồi chị trả tiền cho em ấy, nó bảo không chị à, em đổ vào để kè cái bờ lan can. Làm bờ lan can bờ thành đấy, chứ có thể nào vứt đi đâu.
mới học cái gì ạ? Ở nhà buồn chưa đi chợ, cứ thích thì đi quay đi. Dịch cúm về không ai. Sang cả nhà ông à? Nhọc lắm, quay này nhọc lắm. Quay lên hết cảnh. Nó lấy mặt đây, nó lai chim, nó lấy mặt đây không? Hôm nào cháu lai chim nhiều, lấy mặt này nó gả cháu thằng chồng, lấy chồng Hàn Quốc này. Trường mất mẹ này. Khánh cười đây, Khánh cười. Trường bố trường đi lai chim ấy, mẹ trường bố mẹ lai mạnh ở Hàn Quốc nó chọn mẹ đấy cho mẹ ấy. Tôi biết thừa lick của chú. Ai biết để quên rồi, giở điện thoại nó mới nhớ được. Nick kia bây giờ hàng nghìn cái nick kia vào ấy, ai mà biết được. Đứa bạn nè, đứa bạn đứa bộ. Đứa bạn đứa bộ, đứa nào đó này lại bình luận não ốp ấy, hiền bộ đó, rằng ở xóm. Đấy, người ta đi tập thể dục ấy, người ta đi xe tập thể dục không ạ? Nhà ông ơi, cái đợt đâu rồi có lụt trên đây, trong trên này không? Cao không lụt đâu nhỉ ông nhỉ? Trong nhà nào, nhà cà nhưng mà mới xây đó. Thế hồi xưa nào không cao nên một tí nữa, bóng một tí nữa. Thì như này đã cao hơn ngoài đường kia 15-20 phân rồi. Ba là ba là cháu đập nhà cho sơn, cháu phải làm bóng cao một tí. Xây nó bằng cái nhà chú Hiệu cho nên lấy vợ. Ông nó về. Nó về, nó lấy vợ là không có nhà ở đây ông ạ. À. Thế bây giờ phải xây bằng cái nhà chú Hiệu đâu. Vừa này đâu. Hai vợ chồng có ở bằng cái nhà ấy em thoải mái. Thoải mái này. Bây giờ xây riêng, như chẳng hạn như xây bằng cái nhà chú này khoảng bao nhiêu tiền đấy? Ô, cháu sắp được 2 năm mới nơi rồi, được 18 tháng rồi. Đến tháng 4 sang năm là cháu về. Là tròn 3 năm, mà nó đi nữa thì phải 2 năm nữa như chị Ngân đấy, mà nó không đi nữa thì kệ nó ở nhà đi vợ. 200 thì chị phải sửa cái nhà là chị nữa. Cái nhà là chị phải ốp hết. Mua gạch cái này ốp từ trên lên dưới hết. Vâng. Thôi cái này là ông bà ở đây, ông ở đây là được rồi, làm sao phải ở đâu nữa mà. Đây nhà để thờ bà được rồi, đập làm gì. Ba giờ nó bồi thường đất cát xong rồi xây hẳn nhà Vina ở chi. Có bao nhiêu hiệu nhỉ? Đây nhà thằng gì nó đang xây nhà vào con nhà. Ừ, nó xây nhà tầng à? À thằng ba hết, nó dọn nói gì nhà to, bố mẹ xây ở nhà bên kia to như thế không cần ở nhà ông vậy. Thằng đấy cũng làm sao đi, nó không thích ở bố mẹ. Làm hàng gì? Buôn bán hàng điện tử. À ừ đúng rồi. Ghế massage. Bây giờ vợ nó, con này nó không ở bà Trình với ông Thi được. Ông Thi ông khó tính lắm. Ông sạch lắm. Thế làm cho sơn cái nhà bằng chú Hiệu thôi. Thì cũng bằng như nhà tôi ở dưới nhảy cái nhà đấy nhảy. Này trong ngăn phòng qua nhảy, ngăn phòng qua cho nó xong rồi công trình phụ. Nó bây giờ nó về đấy, vợ là không có chỗ ở đi. Ở đây bây giờ xin giấy phép kinh doanh làm nhà nó cho ai nhỉ? Ấy sao thằng con nhà anh Thi nó bổ nó xin được? Thì làm phường
Bia con, bia. Ừ. Bia nó bia mình con cái lớn đi, vợ ông có nhà ở thì phải xây, ông cũng nhận đâu. Bia, bia con tôi lớn ở nhà chặt, bây giờ cháu xây dựng gia đình mà không có nhà riêng của cháu thì ở đâu. Thế thì phải xây. Đúng rồi. Sang năm. Ba Sơn về cũng phải này, phải phải xây nó. Móng thì nó cao hơn đường có khoảng 4, đường 33 khoảng 40 phân. Đấy, xây toàn bằng gạch. Thế thì tại sao lại mẹ xây toàn bằng gạch bây giờ? Làm sao thế? Vặn rưỡi gạch mà lại không đổ hơn đâu. Gạch. Nó xây nhà Vina hay xây một tầng? Nhà lô, nhà nô thôi. À thế thôi. Vâng. Đúng rồi, phải phải nói. Nhưng mà nó có đuổi mình không vậy? Nó có đuổi mình đi không vậy ông nhỉ? Nó cứ đe dọa nó, bây giờ con cái mình lớn rồi. Con cái mình lớn rồi, bây giờ mình cứ phải làm nhà cho con mình lấy vợ đâu, còn muốn là đuổi đâu con. Chỉ bây giờ chỉ có thui thôi. Đúng rồi. Em mà là thui nhá. Có khi là thui hết rồi, nó lấy không. Nọ chung đề căng kìa. Sợ này, chung 100 triệu kìa. Còn vay 20 à. Chung sợ này, đánh cái gì ấy, đánh nô à. Nô à, nô đề à. Hả? Nhiều. Ông này, ông bà cháu là 3, bà The là 4, bà Khoa là 5. Ông Mật là, ông Luật là 6. Bà Chuộn là 7. Bà Lai là 9. À, bà Lai này là 8. Thế là hết. À, ai nhỉ? À, bà Dẫm với cả bà Sắn. 15 mạng nữa. À, tính cả vợ chồng Cương 15 mạng. Cương vẫn trẻ, ông bà Cương vẫn trẻ. Mới có 13 mạng thôi. Chỉ tính cái đầu lớp khoảng hơn 80 thôi nhỉ ông nhỉ? 80 đổ lên thôi nhỉ? Thì 70 trở lên. Ông cao Cương tuổi. Ông 68 mà như ít à? Ông Cương cũng trẻ nhỉ? Nhỉ? Vâng. Ba. Ông Mật à, ông Luật là 4. Bà Lai là 6. Ông là 7. Ông vợ chồng ông Giá là 9. 9 với 2 người bé này là 11. Ai ông Pháo, ông Pháo là 13. Ông bà Cường. Ông 13. 13 thôi, 13 thôi. Vâng, đúng rồi. 13 nhỉ, tiếng đi lại đến 13. Thế đâu. Tầm cứ khoảng 26 bữa cỗ là không phải nói năm gì cả. May mà bà nhớ bà lên trên kia đấy. À. May mà nhớ lên kia không. Bà nhớ hôm nào 49 là ông mời đến mình đấy, xóm đấy. Hôm nọ hôm qua thế điệu bổ ra à, thế giao cho Dung Tôn rồi, thế đã sang nhà cô mời chưa, bổ mới gì anh bổ ra à, mấy 16 này 49 cho bà nhỡ, thế em bổ chưa thấy vợ chồng bác sang mời thì thế nào chẳng có mặt đúng em, thế bác điệu có Sơn xóm phải mời hết bà nhỡ mấy 16 mà 49 thế bổ là Sơn xóm mời hết. Hôm qua anh Tôn à, anh Hiệu anh điệu anh bổ thế bổ. Cúng à? Cúng ai? À nhà ông Đật cúng ai? Cúng cụ à? À nè. Thế hôm qua. Hôm qua ông bầu thế, bác ấy bầu thế. Cầm bố ra nước kìa. Bác đi ra đi không thì lại vào thúc mày. Hôm
nay nằm đẹp này, đi nằm cái đầu này, tóc cũng nhuộm, đi nhuộm này, nhuộm tóc nằm đẹp này, đấy, tóc nằm hơi bị nõn, đẹp một chút, đấy, nằm một lần chơi khoảng được một năm, đầu cũng mềm mại, đẹp, thuốc đẹp, màu nhuộm thì cũng tương ý rồi. Hôm nay đai chim lên xấu hổ chết đi. Quay lên xấu hổ mặt nó cứ phơi ra này. Đấy là quay trực tiếp đi. Đấy là vui ăn uống thì quay tí đi. Còn cái này lúc nào cũng ở trên điện thoại. Cái này đi. Cháu thì đang bị dịch cúm ấy, đi chợ ở xã người ta không ra. Bây giờ chỗ đông người người ta không đến, công an người ta không có chỗ đông người. Bây giờ cháu nằm ở xã, nằm ở trong nhà văn hóa đấy. Người ta tập trung đến, các cụ đến đông chụp ảnh, người ta không đến đâu. Phải hết cái đợt dịch này cơ. Còn đâu, thế mới chết cơ, không làm ăn gì được. Không, cháu đi các nơi cháu toàn đi Hà Nội thôi. Năm ngoái cho toàn ở Hà Nội không? Dần dần nữa phải nâng đời lên tí. Cháu tính là đi mười mấy năm rồi đấy. Mười mấy năm rồi đấy. Cứ gọi 3 năm trở về đây thôi. Mười mấy năm rồi, ông à. Không, năm nay chưa ai đi miền Nam mấy máy về không nhận được à. Gì mà đi ra ngoài kia rồi nó đấm tớ nó quay giật ba điện thoại mất đấy nhỉ, nhỉ hiểu nhỉ, nó giật mất đấy. Cái ly dạo này nó đi làm buổi sáng chiều kiểu lao chợ đây à. Hôm nay đám nhỉ, nó đám không sang nhưng mà yêu vẻ nó cứ từ một hai giờ đã có mặt đây, đám bà cô rồi nó ạ. Hôm nào đợi thằng kia nó trong miền Nam về, thằng đấy nó nước ảnh nó rửa đẹp. Cháu rửa cho ông. Chứ nước ảnh thằng này nó rửa vẫn bị không nước ảnh không được đẹp. Cậu vẫn thích làm ảnh. Cậu hãy chết làm ảnh cho trẻ. Làm chuối xanh hồi xưa ông làm mới gì? Cái đấy bị trẻ quá nhỉ? Cái đấy là trẻ quá thì ông nhỉ? Bây giờ mà làm ảnh ông bây giờ thì nó mới đúng mới bằng với bà. Nhưng lấy cái ảnh kia mà sau này về già thờ thì là bị trẻ quá, ông bị trẻ quá. Đấy đúng không? Của bà thì vừa. Thế ông không tính là đi bước nữa nhưng mà đã tính rồi làm ảnh đâu ông biết. Lại nói thế bà nghe thế bà ghét chết đi. Nhảy. Chẳng thằng nào như vậy là dạy gì mà. Này, nói thì bà nghe đấy, bà ghét chết đi nhỉ. Không dạy thì về chung thủy với bà đi. Chả làm gì mà phải đi lấy vợ nữa làm gì cho khổ đấy. Ông nào nhỉ, ông nào 80 lấy vợ nhỉ ông nhỉ. Ông ở đâu nhỉ? Ông ấy à. Ừ. Có hai ông nhà mày. Ông nào? Ông Sách, hoặc là ông Đáng. À đấy, bên nhà bác Thi. Ông cháu à, ông cháu bây giờ bà cháu mà mất ra thì ông cháu lấy vợ ngay. Này ông đáng mấy máu như nhỉ? Nhảy ông đáng với vợ ra. Bây giờ lại thôi bà tươi rồi đấy, ăn riêng nhá, cách đi à, đi thân nhá. Xong bắt đầu là lại đi mấy bà nọ bà kia cơ ông à, chứ không gì đâu. Chả dại làm gì thật. Mà bây giờ lấy bà này, lấy bà tươi nhảy, bà đi khỏe mạnh thì cứ hai ông bà phục vụ nhau không? Ăn rồi này cứ lại cứ đi tập tè người đó người kia nữa cơ. Cái thằng trọng bà, thế này. Cái thằng trọng
Vâng. Thế à? Ba chị em. Thế à? Cái bơi. À cái nương. Cái bơi. Thằng chồng học cùng với nhau một lớp. Bây giờ như vậy bị ăn chơi lấy đi 4 cân. Ăn béo không tốt đấy nào. Tôi cũng từ Tết rồi mà tôi béo 1 cân đấy. Ăn xong rồi đâu ở nhà, ăn xong rồi ngủ đâu mà. Tiền không có là lại béo à. Này. Cái thằng Sơn nó sang bên đấy nó bây giờ làm tháng được như vậy là mấy nghìn đô. Ở khu cháu sang đấy khoảng nửa năm nay ít làm thêm đúng không ạ? Không được làm thêm, được làm giờ thì chính tháng được mấy chục mà. Xong rồi ăn tiêu của cháu ấy, chả được bao nhiêu. Coi như hơn đi làm ở đấy. Coi như đi làm đấy là hơn hơn giày da ở đây đúng không ạ? Cháu ở bên đấy nó ăn tiêu tốn, nó không nó làm ra tiền đấy, nhưng mà so với Việt Nam mình là được nhiều tiền, nhưng mà so tiêu pha đấy nó tốn lắm. Tiêu pha hai chục. Cháu cứ tiêu pha xong mà để tiền nhà, tiền ăn, tiền tiêu pha xong mà cứ phải tháng 20 triệu nó đấy. Mới đóng bảo hiểm. Đóng bảo hiểm mới gần 5 triệu một tháng rồi. Đấy là tính cả bảo hiểm nữa thì cứ tầm 20. Chị ăn chỉ 7 8 triệu thôi. Một tháng thôi. Xong tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Các kỳ. Tiền quần quần áo. Ông ấy cứ nĩnh lương thôi. Vâng. Đây bên yêu con đấy đây. Yêu con đấy nó tuổi lợn hơn thằng Sơn 1 tuổi, con đấy nó làm bên đấy. Thế là cứ đi xong mà cứ kêu bố. Vẫn yêu bố à, yêu thích về đấy thì ta cưới. Con đấy nó giỏi lắm, nó sang đấy nó thi được N2 rồi chú Hiệu ạ. Nó thi được, nó thi rồi sang đấy nó thi có cái bằng N2 rồi của ông ạ. Thế con đấy mai kia bố à thi bằng N3 đã khó rồi. Mà thi bằng N2 nó giỏi hẳn đấy. Nó thi được nả N3, N2 rồi. Thế mà nó mà kia nó về đây nó vứt đi làm tháng mấy chục triệu. Con đấy, con nó giỏi Sơn lại sang cái không chịu học. Đồng làm xong rồi là về xong rồi chơi đâu mới ăn đâu. Ở bên đây đi làm, ông ơi đi làm suốt ngày về có cháu có đi đâu được mà cứ mỗi chủ nhật thứ bảy cháu được nghỉ đấy. Thì cháu mới đi ra mua đồ ăn cháu để vào đây là cứ ăn một tuần. Thế xong mà nó cũng làm cũng vất vả. Xong mà đi sang chỗ chị Ngân ấy phải đi tàu cao tốc phải nửa ngày. Vâng, xa chị Ngân nó khu cháu nó ở gần thành phố. Như chị Ngân thuộc như kiểu mấy khu ở đảo rồi đấy. Chị Ngân xa. Kiểu như là mình ở Hải Phòng, thành phố Hải Phòng, nhưng mà chị Ngân mấy ở Đông Cai đấy, ở Lạng Sơn đấy, kiểu như thế đấy. Đấy đấy cao đấy vâng. Đấy hôm qua gọi điện về bên con đang dịch nhiều lắm. Hả? Bên nước Nhật bây giờ đang dịch nhiều lắm không ạ? Ừ. Con chịu khó con đeo khẩu trang mà đi làm mà đeo khẩu trang mà. Bồ à. Con hạng kìa. Chết rồi. Cứ bảo là vịt rẻ. Thế. À, hên nào gà nó bán nó 50.000 một cân đúng không ạ? 50.000 một cân. Là chú làm tránh nhau nó ăn vịt để này, chú Hiệu này. 50.000 một cân mà một con gà cứ 3 cân nó vào mua 150, ai cũng bổ rẻ hơn thịt lợn nên là cứ xô lăn vào người đảo mua mấy con nó hóa là dịch. Chị Chiến ông nội ông mua mấy con này rốt vào đấy. Ông nội Hiệu chúng đề hay chúng qua càng. Chúng bà càng á. Bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Đánh bao nhiêu? Đánh vào tiền là được à, nói với nào đâu mấy triệu ba trăm nghìn ngon đã nhỉ, ngồi tùng chúng trăm triệu rồi giả nợ ngoài hết rồi nợ đéo rồi đúng không? Ăn chơi không sợ mưa rơi. Ngày hôm nay 3 tuổi tối đánh con đà 46 cả tuổi mụ, tuổi mèo cứ tính ra tối đánh đề đi, đánh 46. Nhà ông dạy, biết đâu chúng thế nào? Tuổi mèo
Tụi mèo sinh năm 15, ít máu. Tụi mèo thế mới khổ đi. Lúc sáng này, sáng sớm mình đùm. Vậy ông vậy, ông ơi, tụi mèo ít máu thế mới khổ vậy ông vậy. Ít máu thế mới khổ đi. Cái mơ ấy nó ít hơn 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 một giáp. Cái mơ nó ít hơn cháu một giáp. Đấy, tuổi mèo ai cũng khổ hãi lắm, không ai sướng, vất vả. Đấy, mày bà bằng tuổi đấy mà. Vâng, cháu Huệ bằng tuổi nhau đấy, tuổi mèo đấy, như mà bà Huệ bà sướng. Ông sướng việc con làm có tiền, chồng hiền. Không, chị Huệ bây giờ chị sướng như chồng con chị hiền là chết rồi còn. Không chơi bời chồng con cháu cờ bạc như sấm này phát ốm lên đi. Không có tả hoàn cảnh ông biết đi nhỉ ông nhỉ. Nhỉ. Chói thì ra được, bây giờ già rồi đi. Chói đi. Cháu nhiều lúc cháu cứ bỏ hai đứa con cháu bỏ mẹ à, chẳng qua thương hai đứa mày, mẹ ấy ở lại còn đi đằng thẳng nha. Mẹ à, bỏ bố mày. Mẹ bỏ bố mày từ lâu rồi đi này, chả ai chịu khổ cho mẹ cả. Sơn bỏ phải như thế thì con cái nó đỡ khổ nhà Sơn bỏ thế. Thằng Sơn cháu như đàn bà đấy không ạ? Nó như đàn bà. Nó không như ông Trường. Ông Trường à. Ông Trường à, ông Trường à, không bao giờ không kiểu không có nói chuyện tình cảm bằng thằng Sơn. Thằng Sơn ấy, nó tình cảm như kiểu con gái. Trường à, Trường lúc nào cũng chỉ gì đâu, hỏi gì nói đâu, kệ. Cha bây giờ cứ nghỉ học rồi chết nhỉ chú Hiệu nhỉ. Dạ. Vợ chồng cháu đi chợ nó một mình một năm nay là riêng một cái năm ngoái là nó không từ hồi chị Ngân về nó không sang Bắc Thi nữa. Nó bổ là bây giờ chị Ngân về rồi mà con lớn rồi mà bây giờ sang đấy là không có chỗ ngủ. Thôi con mẹ cứ cho con về ăn với ông, xong con ngủ ở nhà. Thế là từ lúc đấy bây giờ Bắc Thi đấy chứ. Là riêng cái năm ngoái là vợ chồng cháu cứ đi suốt. Xong nó cứ ở nhà này. Đi học về không đi học thêm. Hôm nào mà không học thêm lại phải đi đá bóng không đánh cờ lông, xong về tự túc học. Như học lúc nào cũng điểm cao không ạ? Không bao giờ nó suy sút một tí nào cả. Thế thằng đấy là cháu nó để được cái nó học giỏi chứ không? Vâng. Hôm đâu đi họp với là được điểm cao đỗ thủ khoa của trường đấy. Thế nhà trường thưởng cho một cái phong bì là dấu đóng vào cô giáo hiệu trưởng đóng dấu vào xong là thưởng 100.000. Thế cháu về cháu bố nó xé ra cháu bố sao lại ít thế con? Nó hỏi chứ mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Bây giờ cái này là động lực để cho con học đi, còn cái này những cái này có phải là mình nghĩ đến tiền đâu. Mình được như này là cái vinh dự nhất đấy nó bổ đấy. Thì làm sao phải nghĩ đến tiền. Đấy, kể cả 10.000 nhưng mà cái vinh dự nhất đấy nó bổ thế. Nhưng nó học được đúng không ạ? Nó không bao giờ về bắt bố mẹ phải nhắc học. Vâng. Nó say lắm. Mà nó chỉ đăng ký học thêm đâu. Cháu đóng tiền học thêm phát ốm lên. Tháng nào cũng phải đóng hơn triệu tiền học thêm với nó. Bố sao con học nhiều đấy, nó bảo không học thế thì không thể theo được. Mẹ cứ phải no cho con học, nó cứ bảo đấy. Để bố thôi học bớt đi, học vì học nóng đấy. Không, con cháu bảo vợ này. Ừ. Con nhà cháu mà bố mẹ cứ bỏ đi như thế thì đầy thằng nó ăn xong nó mãi chơi điện tử đúng không? Thứ đừng hòng nó học là hỏng ngay như vậy ông vậy. Nhưng mà một mình một nhà. Ừ. Một mình một nhà xong rồi tự ăn cơm với ông, tự giặt rũ quần áo, nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Không bao giờ bố mẹ phải no à. Đấy. Nó tự nập ấy, từ bé rồi. Mà nó ngủ mình ở nhà nó có hãi đâu. Thằng ấy là cháu nó đam mê đá bóng lắm. Đấy. Vâng. Con nhà cháu bố mẹ đi suốt thì một mình nó ở nhà ai gọi nó cứ cài đặt là cứ tầm 6 giờ nó dậy rồi.
dậy xong rồi nó đi học nó đóng cửa xong rồi ai dậy, nếu mà đầy đứa con nó ngủ quên đi làm sao nó biết giờ nó dậy. Vâng. Đêm nó đi suốt ngày suốt đêm ai quản được, cũng rồi con cháu nó không đi đâu cả. Ê mà bảo bây giờ học lớp 10 rồi thi. Vâng. Bộ từ học lớp 10 bộ thi vào trường Lê Quý Đôn như không nghe à. Nó bảo là con học thi vào trường Mạc Đĩnh Chi, học giỏi thì ở đâu cũng giỏi, không phải sang phố, nó bảo thế. Nhất định nó không sang đấy nó thi không ạ. Nó bảo đã giỏi thì ở đâu cũng giỏi. Thế là chịu chết đi, phải kệ luôn. Gồm, nói chán rồi nó không nghe à, nó không có sang nó thi đâu. Độc bạn thằng nào cũng học rốt cho nên là một mình nó thi rồi, bố bây giờ con phải nghĩ nó là cái tương lai của con như này. Nó cứ không, con học giỏi ở đâu cũng được. Nó cứ thế thôi đi. Không, không bây giờ nó bảo là con vẫn thi vào trường Mạc Đĩnh Chi, còn đâu là con thi sang Trần Phú là cái môn chuyên của con. Bây giờ chuyên Anh hay chuyên Toán là nó hay chính là Anh giỏi đấy. Là nó thi một môn chuyên ở bên đấy, nếu mà được thì nó học bên đấy, nó bảo thế. Như các chị Ngân, chị Mỹ bảo thế, nó cứ nó nghe đâu. Thế bảo bây giờ con cứ chịu khó ăn thi mà nếu mà được thì mẹ mua cho một cái điện thoại đẹp. Được điểm cao vào trường tốt thì cho điện thoại đẹp. Đấy, cậu đòi mua xe cơ. Xe để đi học đấy. Bây giờ con đi xe đạp đi học đi. Có xe máy. Vâng. Nó thi vâng. Nó thi vào trường kia là nếu mà trúng trường kia thì phải nó thi trường bên kia phải thì phải đi xe mua xe máy. Đi xe máy thì mua cúp 50 thôi. Không phải bằng. Nó thích xe cúp 50 cơ, không bằng cơ. Nó theo ý thích của nó. Thằng ấy nó ngang lắm. Nó không như thằng Sơn. Thằng Sơn à, học lớp 12 vẫn xe đạp bình thường đi. Mà bây giờ đã kiểu gì đấy, đã kiểu đòi hơn anh Sơn rồi chứ không được gì đâu. Nó thằng ấy không như thằng Sơn, thằng Sơn nó còn bố mẹ cho gì cho. Học tốt nhưng mà không biết là thi như thế nào thì không biết, mà bây giờ cứ nghỉ này mới chết. Hơn tháng rồi. Vâng. Cô đi họp ông ạ, cô giáo bổ là trường đã bổ đầy đứa nó chỉ giỏi được 1 đến 2 môn thôi. Như trường cháu nó giỏi được các môn. Môn nào nó cũng trên điểm giỏi thằng trường cháu đấy. Lúc nào cũng đứng top đầu ở lớp luôn, nó mới ở trường luôn đấy, cả khối nó luôn đấy. Thằng ấy là cháu nó học tốt lắm. Thế nó cũng đi học thêm cho cô Tươi, học toán của cô Tươi rồi học tiếng Anh nhà cô Nga. Học hóa, học văn. Học bây giờ học 5 môn đấy. Chứ không phải học thêm 5 môn đấy, chú hiểu à, 1 tháng triệu mấy tiền học thêm đấy. Ồ, thế à? Tiếng Anh ở trường học giỏi lắm. Trường nó thiên về tiếng Anh, toán, những cái môn nào nó cũng học được. Vâng. Nó nhập tâm. Nó chịu học, nó chịu khó học. Không phải để bố mẹ trả bao giờ tối bố mẹ nhắc mày đi học à. Tự có bài, tự no. Bây giờ ấy, là bây giờ nghỉ 1 tháng này nhưng mà lúc nào cũng phải photo một tầm giấy này, chú hiệu này. Ô con là cháu không đi. Một tầm giấy này là vừa toán tiếng Anh với cả văn, là cứ làm xong tầm chiều mới tối xong mới chơi tí điện thoại đâu. Bây giờ đang là học chơi đấy. Đấy, nó photo cô giáo cho đi photo là hôm nào cũng học, ngày nào cũng học ấy chứ không phải nghỉ như này mà nó ở nhà chơi đâu. Hôm nào cũng đến gác học đấy mấy tiếng đấy. Đây cô giáo photo hẳn cho là nó đi photo đề đúng không, về ngày nào cũng làm toán với văn với cả tiếng Anh. Cứ mấy môn chính là nó làm, ngày nào cũng chiều nào cũng làm, không làm chiều làm tối cứ mấy tiếng. Tối sang ở trường photo bữa đề toán nào mà tự ra bài toán mà làm đi. Trường đi photo tự ra toán mà làm đi. Hôm đâu cô giáo cho đề tiếng Anh văn đúng trường ngày nào nó không làm chứ có phải nghỉ học cái này nó nghỉ không đâu mà. Nó phải học hay không thì này là quên hết bài vở đi. Trường nó tự nó bảo ấy, tôi có biết đâu. Tôi nó gác đâu, con làm gì đâu. Cô giáo cho đề con photo, con học các môn ở trên gác đi làm gì. Mẹ có biết gì đâu, mẹ tưởng nó chơi đi. Quá đi lên kiểm tra toàn
đề văn với đề toán ở đó đâu, với tiếng Anh nó làm đâu. Chữ nó viết đẹp như chữ Việt, chữ đẹp thái gì mà. Hai vợ chồng cháu viết chữ xấu lắm, nhưng mà thằng này nó viết chữ đẹp thì thôi rồi. Bác Việt cứ viết chữ đẹp nào nó viết như thế. Làm sao là nặng loài thằng này nó lại học giỏi. Thằng Sơn thì cháu cũng học dốt cái gì. Sơn bảo em bảo từ hồi anh đi học đến về từ bé đến lớn chưa giờ được con 10 và anh đi học toàn ngủ gật. xui em thế. Thế hôm nọ sinh nhật anh mới mua thưởng cho một bộ quần áo này, một đôi giày này, đôi giày bên đấy này, với cả một đôi găng tay này, nó thích đá bóng mà. Mua đôi giày đá bóng 2 triệu rưỡi ở bên đấy. Mà mới một đôi găng tay 1 triệu, mới một bộ quần áo gửi về cho em. Thế mà đi đá bóng trường bộ đi đôi giày đá bóng mà các bạn hãi không thằng nào đấm đá bộ làm sao thế bộ hãi gãy chân. Đôi giày bên Nhật nó đình nó to hãi lắm, bây giờ cái đấy nó trùng sợ lắm. Trường bộ không thằng nào đấm đá, hãi gãy chân không đá. Đấy, Sơn bây giờ Sơn cháu bây giờ càng lớn nó càng biết hết rồi. Nó biết hết. Cái gì đi thằng đấy thì mua quà nó mua. Cứ ngày nào của mẹ sinh nhật hôm nọ sinh nhật của mẹ là mua điện thoại bên đấy không gửi được về. Thế bầu bạn đi mua điện thoại mang tặng sinh nhật với một cái bánh. Thế ra mua cho mẹ cái điện thoại iPhone đấy. iPhone 6 đấy, 6 của lớp đấy. Đấy xong rồi một cái bánh xong bạn cầm ra. Thế giật mình cháu bố thế đâu. Sao đây mang cái bữa Sơn nó bảo ông cháu tổ chức sinh nhật cho cô mới à. Sơn nó bảo cháu mua sinh tặng cô một cái điện thoại. Phấn này, son này, túi sách này, mua gửi về cho mẹ. Các người nào bên đấy về phát nó mua nó gửi về cho mẹ. Thằng đó như đàn bà không ạ? Nó được cái nó ngoan, nó như đàn bà bố ơi, kể không có đứa con gái may có thằng Sơn thì nó kéo lại cũng được không? Không kéo mai kia hiền quá, lấy con vợ nào mà nó lại gớm mà gì chết đâu nhỉ ông vậy? này, nó sò mũi được thì bố mẹ hết nhờ cơ. Có phải không nhỉ ông vậy? Giống ơi. Cái giống đứa nào nó hiền nè à. Đứa nào nó hiền nó phải vớ được phải con gớm cơ mới chết cơ, mình không học đâu. Nếu mà nó về nó lấy con kia cái thì cũng hai vợ chồng nó ngoan hẳn, về cả không đeo phải đi nhặt đi nhẽo đéo cả đây cũng ngoan. Thằng con đấy nó về đây nó làm tháng mấy chục triệu chú hiệu ạ. Mà thằng Sơn về đây có tay nghề xin một VinFast là được ngay. Ôi giời ơi, cái ga đa ô tô kìa chú hiệu kìa. Đợt đấy là cháu ra làm vừa đi học vừa ra làm thêm mà cái bác cái Quý Sơn hãi lắm ở chỗ khu nhà ông Mấm này. Thế mà cháu đi rồi mà bác ấy bổ chi thế cháu thiện chí cho đi thật à? Thế bổ vâng. Thế bổ cháu đi được 3 giờ về làm cho bác. Thế mà ông còn ấn phòng bì ông cho Sơn 1 triệu nữa. Đấy, ông cứ quý thằng Sơn lắm. Nhưng mà nay mai về mà nó có tay làm ở hãng bên đấy rồi thì về xin VinFast làm xe đưa xe đón mà các cái chế độ làm sao phải làm tư nhân. Có tay nghề rồi mai kia nó xin việc nó dễ hơn chú hiểu không nhận đâu nhỉ. Sang Linh Vũ làm viên phát thì nhiều chỗ. Vâng. Mẹ nó hàng 10.000 công nhân ở trong cái nhà máy. Thế à? Xin nó có dễ không? Xin nó dễ không? Thế à? Van xe Hoàng Long nó sẽ đưa đi đón về. Vâng. Bên đây cháu nó làm nhà lắm, nó bổ làm toàn máy đâu biết chưa. Làm bằng máy chứ không phải làm bằng tay, cũng không bẩn, không dầu mỡ gì cả. Từng công đoạn một cháu làm nó cũng nhàn, nó bằng máy. Bằng máy thì nó máy điện. Vừa điện vừa máy, nó cứ từng ca một biết chưa. Đấy, nó làm bằng máy xong rồi nó cũng nhàn. Hồi xưa nó học về điện đấy chứ chú. Học ở chuyên điện đi, nó có học bằng sửa chữa bẩn đâu mà. Có phải nguyên dầu và bẩn đâu mà. Đúng ra học điện ô tô là nó nhà mà nó kiếm được tiền. Học về điện mà nó thông minh ở đây, thằng nó giỏi lắm tiền đấy. Hôm đấy thằng Sơn nó bảo Sơn nó ra học việc ở đấy đâu mà. Cái anh ấy mà anh làm về điện mà tháng anh ấy làm mười mấy triệu đâu mà. Đấy mới vào được 2 năm đấy đã mười mấy triệu một tháng đấy kìa. Nhưng mà lâu năm còn lương còn cao nữa, Sơn nó bảo đấy. Mai kia ông về ông khuyết đi, mình không khuyết được. Lại vợ nó bắt làm cái gì phải làm đấy thì bố mẹ ai này. Không.
rồi. Con con người yêu của Sơn này, con này nó giỏi lắm. Con này nó cũng có bằng đại học kế toán đấy chú Hiệu ạ. Nó học xong nó có bằng kế toán xong nó mới đi đấy. Con này nó cũng giỏi, nó sang đấy mà thi được bằng N2 thì nó quá giỏi đấy. Chị Ngân là thành phần đã giỏi rồi, và chị Ngân đã có thi thì N2 vẫn bị thiếu điểm mà có được đâu. Bây giờ bằng N2 hôm nọ nó mới ở trường nó mới trao cho đấy. Nó thi xong N3 xong rồi nửa năm sau nó lại thi được tiếp N2 ngay. Con này nó giỏi hẳn đấy. Đọc N3 về làm đã nắm tiền rồi chứ nói gì N2. Đâu rồi thôi thì giờ ba đợt về cố gắng để thi N1 không có được không. Sơn nó kể chuyện đấy. Thế rồi sao mày không học ấy bố? Con lười lắm, con không chịu học. Con làm xong con về con cũng chỉ nằm chơi đâu, không thích học. Thằng ấy là cháu nó lười học với nó không như trường. Thằng trường mày có chịu. Ở xa ở gần. Ý nghĩa như là Sơn ở đây thì là con mới nó phải ở trên Hà Nội. Đi tàu thì cũng phải cỡ 3 tiếng mới đến. Tàu nhanh đấy, 3 tiếng. Nó ngồi ở xa thế. Cùng một tỉnh nhưng mỗi nước một nơi. Vâng, kiểu như thế đấy. 3 tiếng nhỉ, nhưng mà đấy là tàu ngầm mà nó đây. Đi nửa ngày, Sơn nó bảo đi nửa ngày thì đến. Sơn Sơn nó bảo đi nửa ngày thì mới đến chỗ người yêu. Đi mấy tiếng, đi 3 tiếng rồi, đi 3 tiếng thì đến chỗ người yêu nó. Nhưng mà đợt này dịch là không thấy đến chỗ người yêu đâu, đọc ở nhà đâu, dịch nhiều không dám ra bến tàu bến xe đâu. Nó ở vòng quanh ở khu cạnh nhà chỗ con ở này đầy dịch cái này mẹ này. Hôm nọ mua đi xếp nốt hôm thứ bảy hôm kia đi xếp nốt mới mua được một ít khẩu trang. Thế hôm nọ cháu lại mua cho 20 cái khẩu trang vải. Thế tiện thể có người sang đấy ông cháu gửi đi cho 20 cái khẩu trang vải. Thế là bộ khẩu trang vải thì nó chưa dịch thì mình đeo được. Mình đeo mình chịu khó mình giặt đi thì nó được bền nó nâu. Vải như thế đây nhưng mà dày hơn đấy, được. Tivi nó nói được mà. Nếu mà chưa có dịch thì mình đeo khẩu trang vải mà mình đeo xong mình giặt bằng nước nóng mà. Vâng, to đấy. Vâng. Cái đấy nó bảo đeo xong rồi mình giặt bằng nước nóng biết chưa? Thế cho nó đỡ phải vứt đi. Xong rồi cháu giặt đi, cháu bằng giặt bằng nước nóng. Còn cái dầu khẩu trang kia hàng ngày thì nó xếp nốt hôm thứ bảy xếp nốt mới mua được một hộp thôi. Không có. Bên đấy nó hiếm. Bây giờ nó cứ còn mua tích đồ đấy, bên Nhật bây giờ nó còn mua tích đồ nó để cất đi đấy, nó ăn dần đấy. Bây giờ phải cỡ tầm 4 giờ chưa? Chắc 4 giờ đấy. Hai 46 tối độ cho Hiền 200 46 gớm nắc cái tí thì ta ngồi giờ ấy. Đi về đâu về dần dần nấu cơm đâu mà lâu năm rồi còn mãi ra đi. Đi qua lăn tăn cho đời mòn bao qua bao năm mãi trong ta một câu vẻ hôm nay mưa giá hôm nay mùa hạ hôm nay mưa giá những đêm bao la. Đừng lối xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng ối xa nhau cho mắt lệ tức buồn trào. Đừng lối xa nhau cho tâm hồn vàng hề sâu. Mơ màng vỡ yêu thương trong mỗi ai là núng văng. Tình và tình nhiều khi không mà có. Tình và tình nhiều lúc có như không. Tình xôn xao như một nắng trên cao.
mắt nhìn vơ vơ trên thân quá. Ước nhiều tình này tình khác, ôi tình nhớ.